Lee Do-hyun yêu đương Im So-yoon, bạn gái Lee Dong-kook, dù hơn kém 16 tuổi. Mới đây, một nguồn tin vừa cho biết Lee Do-hyun sẽ góp mặt trong dự án truyền hình Melancholia, hợp tác cùng ảnh hậu quốc dân Im So-yoon. Đáp lại thông tin trên, phía công ty quản lý Jihoon Entertainment của anh lên tiếng làm rõ. Lee Do-hyun đã nhận được lời đề nghị đóng vai chính trong Melancholia và đang xem xét kỹ lưỡng. Được biết, Melancholia kể về một vụ bê bối khủng khiếp quét qua một trường học tư thục danh tiếng ở khu Gangnam giàu có. Vụ việc trên liên quan đến mối quan hệ tình ái giữa học sinh và giáo viên cũng như vấn nạn tham nhũng. Trước đó, truyền thông xứ Kim Chi tiết lộ Im So-yoon đang thảo luận để đóng vai Ji Yoo-soo, một giáo viên dạy toán. Bên ngoài, Yoo-soo tốt bụng với nụ cười sảng khoái và phong thái trẻ trung, nhưng cô ấy rất ngoan cường và bướng bỉnh một khi quyết định về một điều gì đó. Yoo-soo bị cuốn vào một vụ bê bối sau khi gặp lại học trò cũ của mình. Nếu chấp nhận lời đề nghị, Lee Do-hyun sẽ đóng vai Park Seong-ju, một chàng trai ít lời, chậm trả lời và hay nói xấu về mọi thứ. Anh thích chụp bằng máy ảnh DSLR thay vì máy ảnh điện thoại di động. Ngoài ra, Seong-ju còn xuất hiện trong một chương trình đố vui khi mới 5 tuổi và khiến cả thế giới kinh ngạc khi giải được những bài toán mà ngay cả sinh viên Đại học Khoa học, Công nghệ Kasti và Bohan cũng không giải được. Anh cũng vào MIT vào năm 10 tuổi nhưng bỏ học năm 12 tuổi. Được biết, hiện Lee Do-hyun đang quay John of May, tuổi thanh xuân và sẽ khởi chiếu vào tháng 5 năm 2021. Còn với Im So-yoon, nếu cô tham gia Melancholia, đây sẽ là bộ phim truyền hình đầu tiên của nữ diễn viên sau 2 năm kể từ Just WWW năm 2019. Cư dân mạng rất hào hứng với chuyện tình chị em. Nhiều người đánh giá Lee Do-hyun chọn được những kịch bản rất thú vị. Bình luận của cư dân mạng: Lee Do-hyun nhắm toàn kịch bản xịn không á? Im So-yoon điện khỏi nói: Do-hyun mới hot lên mà cũng tiềm năng lắm. Vai này tính thử thách cao nữa, mong hai người đều nhận. Lee Do-hyun thời tới cản không nổi. Đúng vai ổng luôn, ổng đóng Sweet Home cũng im ru, ít nói nhưng thông minh chỉ đạo. Dạo này Lee Do-hyun nhiều phim quá. Lee Do-hyun sinh năm 1995, năm 2017, anh ra mắt làng giải trí với tư cách diễn viên trong bộ phim Prison Playbook. Các tác phẩm sau này của Lee Do-hyun có thể kể đến như 30 but 17, Clean with Precious for Now và Hotel Del Luna. Năm 2020, Lee Do-hyun là diễn viên được chú ý khi tham gia phim 18 Again. Anh đóng phiên bản tuổi trẻ của nhân vật chính có tên Go Gu-yeon, trong khi Yoon Sang-hyun đóng phiên bản trưởng thành là Hong Dae-yeon. Trên màn ảnh, ngôi sao trẻ nhận được nhiều lời khen về sự diễn xuất tự nhiên, cảm xúc. Sau bộ phim, Lee Do-hyun là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Anh là một trong số những ngôi sao được kỳ vọng sẽ chiếm sóng phim truyền hình Hàn Quốc trong những năm tới.